Đi hái cà phê thuê gặp trời mưa, một gia đình ở xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước trú dưới gốc cây thì bị sét đánh khiến một người tử vong và hai người bị thương nặng. Cẩn trọng đề phòng sét đánh khi trời mưa dông là thông tin mà chúng tôi muốn nhắc đến với tất cả quý vị qua sự việc ngay sau đây. Trước đó, chiều 17 tháng 11, anh Nhan cùng vợ là Thị Brown và cháu trai ruột là Điểu Xê 2 tuổi đi hái cà phê thuê, cách nhà khoảng 1 km. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, trời bất ngờ chuyển mưa nên anh Nhan cùng vợ thu gom cà phê đưa vào bạt nhựa trải sẵn dưới gốc cây lớn. Tuy nhiên, trong khi đang đứng dưới gốc cây, cả gia đình 3 người nhà anh Nhan bất ngờ bị sét đánh trúng, khiến anh Nhan tử vong tại chỗ. Chị Brown và cháu Điểu Xuê bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, gia đình anh Nhan là hộ cận nghèo, chính quyền địa phương xã Đồng Nai cũng kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình nạn nhân.